làm chùa chiền để anh em ta vô quay chia sẻ chứ có gì đâu. Rồi đang cuốn đất. Cái đường đó xuống đâu anh Phúc? Nó đứng nhìn hoài, anh chị thấy không? Wow, nâu đồng hoàng nha. Đó. Bây giờ dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Và hiện tại Chọc tiếp cận gần tới ông bà của chị. Đó. Cách tôi khoảng mấy chục mét thôi nha. Đấy. Em nãy giờ em nghe máy cưa xèn xèn rồi trống quá trời. Bây giờ em sẽ đi xuống. Em sẽ đi xuống xem như thế nào. Em sẽ quay được rồi quay không bà. Đó. Sắt đồ nghe dục phùng đồng đồng nữa. Ha. Anh Phú đứng dưới. Khu này là khu khu mấy khu nào nó nhiều nó rộng lắm. Đó, để sáng đi quay cái clip. Tại vì em nghe người dân mình nói là hôm nay tháo dỡ này nọ. Trời ơi, mũi nó cắn. Tháo dỡ này nọ đó thì sáng nay em sẽ vào đây để mà quay sớm gửi đến ông bà của chú chị nha. Đó, máy cưa im mà. Để cái ba lô em chứa rất là nhiều. Thì bây giờ em sẽ đi xuống dưới để cập nhật ông bà của chú chị nha. Thành Phú anh đang đứng. Đấy. Bây giờ xuống dưới em quay lén nha, thấy không, thấy không anh, mấy cưa hay sắt gì lỗ đùng 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 đó. Ôi ôi cái gì vậy, ui ui con khỉ, con khỉ nó kêu à. Okay. Ủa, cái xe bảo vệ chạy gì đó. Phát hiện gì nó sủa sắt to nó dục đùng đùng mà ta chạy qua tới đây không? Hôm nay thì cái máy cưa máy cắt sắt đột như đùng đùng mà không biết như thế nào không bà, mũi quá sáng đi sáng sớm mũi lắm. Tiếng đùng đùng đó. Đó, ông bà nghe không? Ông bà nghe tiếng không? Thì sáng sớm mũi cắn banh đó. Thank you.
đúng đúng đâu ta. Đó. Đó. Sắt thép lắm. Để em kiếm đường qua anh kia. Đây là dây điện từ dưới đất. Ok, sát bên. Tháo dỡ là gì? Tháo dỡ cái gì là người tiếng không sầm nhất. Bỏ cù cái cầu tháo dỡ đóng rầm 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 một đống mái nhà rồi phải không? Có cù cái sư thầy. Sư thầy kìa. Vâng. Sư thầy. Cái tiếng gì nha? Xem thấy á, mũi quá trời mũi đó, đúng rồi. Rầm rầm gì sáo bên kia. Mà đây nghe rõ nè. Vậy là bác cắt ở sau, sau cái mái nhà này. Ông bà có chuyện nghe tiếng tiếng cưa, tiếng cắt không? Sắt thép không? Làm dưới đây là cái công trình phụ ở dưới nè. Những cái công trình phụ dưới á. Nè, nó mái nhà của chú vợ, chị vợ. Đâu? Bên này quá phòng. Bên đây cũng dưới kìa. Lại có người dưới đó. Nghe tiếng ông sầm dưới á. Cái chuyện này là chó sữa ông sầm. Con nó dục đây nha, cái đống này nè. Quá trời luôn. Bây giờ sao tiếp tận cho ông đó được ta? Nãy giờ em thấy nghe tiếng ông sầm chó, xe tiếng xe là chạy vô. Mình vô chẳng rồi bị phát hiện lên luôn á. Bây giờ ta kiếm đường đi nha. Kiếm đường đi. Đây nè, rất là rộng luôn. Em nói chuyện nhỏ không bà, chứ không thể là nói chuyện lớn được nha. Nó rộng lắm. Nó dài luôn. Cái khu này khu trên núi xuống nè. Giống như cái tiếng đập dở rồi đó. Đập sắt vậy đó. Mà không biết thì sao mà mình động quá mà đi được á. Bây giờ sao đi thôi. Sao leo được. Lên nó quấn. Giờ nó quấn xì máu. Đây đường dây điện đi ngắm đất luôn. Có đường này, cái đường đi xuống nữa chị. Đó. Đó. Nó đập cái gì á. Nó đập đùng 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 mà. Nó hàng nó cắt lên á. Nghe tiếng đùng đùng mà không thấy người. Im mà im nghe tiếng im tiếng nghe tiếng gì đang nằm mòng mòng thử buổi sáng còn nhăn mũi còn đầy tới cả bò bò quá. Đang tháo hả ông chú hả
cũng làm dục nào dục vào đó. Nó tiêu rồi. Kìa, kìa, đi ra. Đi lắm rồi. Để thùng xanh, để cái thùng xanh. Để đi đâu. Sáng mũi rất nhiều. Máy cưa mới cắt không xong. Đi à, đi bên kia. Còn quá rộng. Ê. Có không muốn nhìn lên nè này. Kìa. Hả? Rồi, thấy à. Rồi, 3-4 người luôn đây. À, đi. Cô chú chị sẽ nghe tiếng cắt không? Sầm tiếng cắt, tiếng sắt rung rung. Tại vì theo những gì bà con mình có đưa thông tin đó, ngày hôm nay, ngày hôm qua. Nhưng mà hôm qua thì em vô im lìm lắm. Thì ngày hôm nay thì em quyết định rằng là sẽ vào bên trong luôn để tìm hiểu. Và mắt cưa nó cắt sầm hết. Mũi đen hết trơn đó. Coi nó theo không anh? Coi có theo không? Đây có người này. Rất là mệt. Mũi quá sáng. Sáng mũi quá. Dạ, chào thầy. Thầy đi bỏ gác hả thầy? Lâu rồi ông bà, lâu rồi. Ông bà biết sao? Tại vì mấy hôm trước á, em đưa vào bên trong á, thì bây giờ lộ sầm hết trơn. Cho nên bây giờ đó, cái vị thầy nãy đi xuống ông bà, đi xuống mà nhìn mấy anh em hoài luôn. Đi qua vẫn nhìn luôn. Cái đường mòn đi đâu anh? Và sau khi mà mấy người ở dưới đã phát hiện ra, rồi em đi lên đường này thì có một vị thầy nữa cầm cái bịch, em nhìn giống như bịch rác, giống như bịch rác vậy đó. Mà thầy đi nhìn hoài, khi mà thấy em đứng lên nhìn xong núp xong rồi đó, đi qua em rồi xong rồi nhìn tiếp không bà.
cái đường đi đó. Cái ba lô đồ nghề của em á, nghề của em không đã mười mấy ký, mười mấy hai chục ký. Đó, có nhiều ông bà nói rằng đây đi lên không mệt, đi thử rồi chưa tính bị dí chạy nữa. Buổi sáng á, buổi sáng vào trong đây muỗi quá, rất là nhiều muỗi luôn. Wow, mấy cành mấy cây tre lại tối thui luôn, giống như buổi tối vậy. Em tìm những nơi mà bí hiểm, bí ẩn, chưa có ai tới thì sẽ ghi hình gửi đến cho ông bà quý chị mình xem những thước phim hấp dẫn. Mệt quá. Thú đi không nổi mà. Thú đi chắc là đi không nổi à. Nói không? Hả? Em yếu hơn thú, yếu hơn em nữa. Thầy em dưới đây nha. Nó rất là bè, trên đây có nhiều nhiều cái nó bí ẩn lắm. Cái đồ đi, đi hộn mà không biết dẫn mà đi vào đâu á. Trên đó có chùa hả ta? Trên đây có chùa gì nè. À đây có chùa. Có chùa ha, cái cốc gì đó. Thú đi hết nổi. Để em xem lên cái này là gì không mà. Ống nước, dây điện, cái chùa, chùa cốc. Cái này lại trên nè. Còn thầy em dưới đây. Thầy em dưới thung lũng nè. Cách lên này khoảng hơn 500 mét. Clip em cũng đến đây kết thúc, tại vì có ông bà, nhiều ông bà của chú chị á gọi điện nói em là ngày hôm nay với ngày mai là sẽ tháo gỡ gì đó, thì hôm nay em đến sớm để cập nhật gửi đến ông bà của chú chị nha. Thì ông bà đón xem những cái tập tiếp theo em quay và khám phá những nơi bí hiểm của thầy em như thế nào. Bye bye tất cả quý bà anh chị.